Mỗi lần Hà được trở về Hà Nội, mà sao cứ vội vì đam mê. Cung đình phở Hà Nội, sao phải vội hả em? Hà Nội ơi, nhớ vị phở ngon cung đình, dai mềm sợi thanh nước hầm xương. Vị phở ngon ta nhớ không quên, cung đình ơi trong yêu phở Hà Nội, thử ngay cung đình nhé.